Vâng, em xin mến chào các bác nha. Thưa các bác, thì hôm nay em được nghỉ và lại lên vườn thăm, thì tiện thể lại cầm cái máy em xin quay gửi đến các bác cái tác phẩm chơi Tết của em. Xin giới thiệu với các bác, đây là một cái chậu hoàng vũ mà em tách trồng lại từ cái đợt tháng 10 đấy ạ. Thì cái chậu này em trồng có 6 cây. Sau khi mà trồng thì nó lên thêm được một cái măng nữa. Và mỗi một cặp 2 cây các bác ạ. Thì bây giờ nó đang lên cho em được 7 cái cần hoa nha. 7 cần hoa. Vì thời tiết nó lạnh quá đây. Và em chăm sóc nó khá tốt. Do vậy mà cái cần hoa của nó thì nó chưa cong. Có cái cần này thì cong các bác này, đang nở được một bông rồi. Cần hoa thì khá đẹp các bạn. Nói chung là cái tác phẩm này của em thì chơi Tết là ok rồi. Được có được 7 cần, 3 cụm, mỗi cụm 2 thân đấy ạ. Thì mỗi một cái cây tơ như các bác nha là nó lên 2 cần hoa. Riêng có cái cây này thì nó lên cho em tới 3 cần hoa các bác này. Đấy, 3 cần hoa này. Cái cần này thì cao rồi. Còn 2 cần này thì còn đang thấp. Và các cái cây kia thì cây tơ đấy thì được 2 cần hoa. Vậy nên là nếu như mà những các cái cây địa lan mà chúng ta mà chăm sóc tốt ấy, những các cái cây tơ to đẹp thì nó vẫn nở cho chúng ta được 2 cho đến 3 cần hoa các bác nhé. Ngày tháng 10 đấy, ngày tháng 10 em tách ra thì nó lên cho em được một cái măng bên này đây. Một cái măng bên này. Cái măng bên đằng này. Và bây giờ thì cái măng đấy, chính cái măng đấy nó lại đẻ được một cái măng khác rồi. Vậy là bây giờ cái chậu này của em có 7 thân thôi. 7 thân. Còn các cái chậu khác thì em vặt hoa hết đi rồi các bác ạ. Vì mình đang ươm và trồng mà. Nó không phải là tác phẩm chơi Tết thì em vặt nó đi cho nó tập trung vào cây cho nó phát triển. Đây, những các cái chậu hoàng điểm này cũng vậy. Hoa nó xấu, nó yếu. Em vặt đi hết. Cũng còn để lại một hai cái măng đấy ạ. Những các cái chậu cây của em yếu, nhiều chậu thì chưa lên được hoa, nhưng mà nhiều chậu mà nó còn yếu mà nó lên hoa thì hôm vừa rồi em cũng vặt đi hết rồi các bạn. Đây, như cái chậu này của em thì em cũng để lại có mỗi cái. Thôi, em cứ nhân giống đã, nhân giống. À, em xin quay giới thiệu chia sẻ đến với các bác nha. Đây là cái lý lọ lem này ạ. Cái chậu lý lọ lem của em. Đợt đầu năm đấy là em mua được có 2 thân giống thôi. 2 thân giống này các bác này. Đấy. Nó đang nằm ở mé bên tay phải các bác đây. 2 cái thân nha. 2 cái thân mà có 5 lá đây. Đấy. Xấu, già, bé. Xấu giả bé này. Thế thì hôm em mua về là nó có một cái măng giống như cái này. Thế là em trồng, em chăm sóc là cái măng đấy bây giờ là nó thành một cái cây rồi. Một cái thân tơ bên kia 3 lá to. Thế thì nó lại đẻ cho em được một cái thân mẹ này. Vậy là cái đợt mà tháng 10 đấy là em có 4 thân. Sau đó là em mới tách ra là 3 các bác ạ. 2 cái thân già, hai cái thân mà hôm Tết mua thì vẫn còn đây. Và 2 cái thân kia thì em tách đôi nó ra. Và bây giờ thì 2 cái thân tơ đấy, nó lên trong cái năm 2023 đấy. Thì bây giờ mỗi một thân là lên 2 măng này các bác này. Mỗi một thân lên 2 măng. Đấy, đây. Mỗi một thân lên 2 măng nhé. Và cái cặp ấy, vì cái cây mẹ đấy, cái cặp cây mẹ đấy thì nó cũng yếu quá.
thì em vẫn để nguyên là cái cặp đấy. Và cái cây, cái cặp đấy thì nó lại cũng có một cây mẹ và một cây con. Thì cái cây con này nó đã đẻ rồi nhưng mà bây giờ nó vẫn lên được hai măng này các bác này, hai măng này. Đấy. Và dự định là cái cây này của em sang cuối năm nay thì nó phải có một chậu to. Nó phải được chục thân và trên chục thân thì các bạn. Đấy. Đây là cây lý lọ lem mà em rất lấy làm khoái cái cây này. Và em đã sưu tầm được giống và em trồng nó lại có duyên, nó phát triển mạnh thế. Đây cái cây măng này, cái măng này thì nó sắp thành thân rồi đây. Đấy, ba lá mà đang lên thêm một lá nữa là bốn này các bạn này. Cây này thì chỉ ra ngoài xuân, ngoài Tết là nó lại đẻ thôi. Đấy. Nó đẻ. Đây, em còn cái chậu cây này đây. Đây là địa linh nhân kiệt đây. Một cây rất là tuyệt vời. Hôm tách ra tháng 10 trồng đấy, bây giờ nó cũng lên cho em một cái măng đây các bác này, cái măng đấy. Cái măng to như ngón tay út luôn này. Ở gốc cây đấy. Mà mới phát triển được khoảng hơn sen, 2 sen thôi. Địa linh nhân kiệt các bác. Còn đây là sen Hải Phòng. Đây xin mời các bác xem cái măng sen Hải Phòng của em nó to như ngón tay luôn nha. Các bác thấy phê không? Nó lại đang lên ở bên này một cái nữa này. Đấy. Hôm tháng 10 em cũng tách ra. Em tách ra thì nó mới lên cho em cái măng này. Một cái măng này bây giờ thành thân rồi đây này. Từ tháng 10 đến giờ là cái măng này đã là thành một cái thân 4 lá rồi. Còn hôm trước là nó là cái chậu có 3 lá thôi. Cái chậu cây đây, 3 thân. Đấy, bây giờ một cái thành một cái tác phẩm khá đẹp rồi. Nếu mà nó năm nay nó mà có hoa là cho đi dự triển lãm luôn. Nhưng mà nó lại không có hoa các bạn. Em chăm nó tốt quá, nó không ra hoa. Với cây nó non quá. Nó đẻ mấy cấp độ trồng một năm nên là nó non quá. Đấy, còn một số những các cái cây khác. Đây cây Tịnh Tâm đây em cũng vặt hoa hết đi rồi. Em mới vặt hết đi rồi. Bây giờ nó có một cái măng này các bạn. Cái măng cũng to như là ngón tay luôn. Đấy. Cái hoa em vặt đi rồi. Còn cái bên này thì nếu mà hình như là hoa sao cũng hoa thì mai ngày kia em lại vặt nốt. Tịnh Tâm năm ngoái mua được có một thân mà nó phát triển nó lên được có một cái thân thứ hai mà nó lại ra cho mấy cần hoa. Còn đây là chậu Thanh Điểm Tản Viên. Đấy, măng đây các bác, măng mà chưa thành thân nó lại đẻ luôn rồi này, nó đẻ. Đấy. Còn đây là cây này là cây màu cam. Cây địa lan màu cam của em này. Các bác xem cái măng nó lên nó to như là cái ngón tay cái luôn. Phê. Đấy. Kinh khủng khiếp. À hôm nay ở trên vườn em xin mời các bác. Đây cây này là cây Trần Mộng đây cũng cần hoa thứ ba nó bé. Hôm trước em vặt đi một nửa rồi. Giờ còn có 6 bông. Em xin mời các bác xem cái đây cái bông ấy của em này. Bông đỏ. Hạt đỏ đây các bác. Các bác thấy màu nó có đẹp không? Đấy, màu hạt đỏ đấy. Hạt đỏ. Xin thưa với các bác là những các cái cây mà địa lan mà có màu đỏ nha. Màu đỏ là những các cái
cây mà nó lại ổn định màu mà nó giữ được là những cái cây mà tuyệt vời lắm. Đấy, các bác vừa xem cây hạc đỏ rồi thì bây giờ mời các bác xem cái cây đỏ Thủy Tiên. Đỏ Thủy Tiên là một cây cũng tuyệt vời đấy. Nhưng mà đấy, nó có thế này đấy các bác này, đỏ Thủy Tiên đấy. Đấy, cần đỏ Thủy Tiên đây và nụ đây, nó có thế này đấy. Đây là một trong những các cái cây mà cũng được anh em chơi đánh giá cao lắm đấy. Nhưng mà không thể so sánh được với cây hạc đỏ được. Đây là tác phẩm Trung Quốc Hoàng Kim Tố Hà. Đầu năm em sưu tầm được 2 thân. Bây giờ về trồng nó lên được 5 thân đấy các bác. Và đang cho 2 cần hoa đây. 2 cần hoa. Ấm lên cái thì nó vụt nhanh lắm. Đấy, lá to, thân to thì cần cũng to rồi. Đang lên nụ. Nhìn thì khá đẹp các bạn. Nhưng mà rất tiếc rằng các cái lá này của em là cái đợt mà nó nắng quá. Cái đợt mùa hè cái vườn của em nó nắng quá. Xong là cây thì của Trung Quốc đưa về đây nó chưa được thuần. Do vậy mà nó bị cháy bạc lá. Nó bạc lá, những các cái hai cái cây mẹ mà đưa về là nó bạc hết các bạn. Còn cái cây con nó ra thì không vấn đề gì. Nhưng mà cũng phải xem lại cái tố chất cái cây này do mình trồng chăm sóc thế nào nữa cơ. Đấy. Sang năm thì em sẽ có một cái tác phẩm đẹp Hoàng Kim Tố Hà để chơi rồi. Vâng, vườn em thì còn có mấy cây như vậy thôi. Còn những các cái cây khác thì em đã chia sẻ nhiều cho các bác rồi. Giữ lại phấn đấu lấy khoảng 30 chậu thôi các bác. 30 chậu để chơi và nhân giống, có thì chia sẻ cho mọi người. Hoàng Vũ đây, em còn một cái chậu Hoàng Vũ 3 thân đây. 3 thân tơ to đẹp, đang có cồng ngồng hoa luôn nhé. Đang có hoa này. Thơm lắm các bạn. Thôi, em xin chào các bác nha. Khoe các bác cái tác phẩm chơi Tết thôi. Em có mỗi cái tác phẩm này để chơi Tết thôi. Là 7 thân và 7 ngồng hoa. Chắc chắn là sẽ giữ gìn và chơi hết cái tháng riêng này. Hoàng Vũ nhỉ. Thôi em xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các cái video khác.